Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. Mọi người ơi, em đã quay trở lại live stream rồi đây nha. Mọi người hôm nay đầm đẹp quá. Mẫu nào về em cũng rất là ưng luôn. Cho nên các chị yêu mình hãy nhanh tay vào xem live liền để đặt hàng trên live stream nha. Hello mọi người, xin chào chị yêu mình nè. Đợi các chị vào đâu một tí xíu em sẽ bắt đầu live stream nha. Cho nên là ai mình đã vào coi live rồi thì nhanh tay để lại comment cho em liền nha. Mã sản phẩm của em đang mặc đây ngày hôm nay đây cho chị yêu mình có mã đó là DN003. Các chị ơi, mẫu này thì sẽ vẫn được sale cho chị yêu mình với một mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó là những cái mẫu mà chất liệu lụa lụa hái đường này, các chị biết mà giá của bên em là tầm 580-600 rưỡi một đầm. Nhưng mà ngày hôm nay cái mã đầm DN003 này em sale chỉ có 480 thôi. Và nếu như mà chị yêu nào đặt mua từ 2 đầm trở lên thì sẽ được sale còn 450 ngàn luôn các chị yêu nha. Rất là đẹp cho bên em, mã sản phẩm cho bên em đó là mã hàng để dạ, mã sản phẩm cho bên em sẽ là mã hàng DN003 các chị yêu nha. DN003 và kèm với số điện thoại trong khung giờ livestream giúp bên em. Mọi người có thấy là cái tông màu xanh của em đang mặc đây đẹp mà. Màu xanh này thì mặc lên da cực kỳ là trắng da và cái foam đầm này cũng rất là sang các chị yêu ha. Đầm này cho bên em được thiết kế là dáng đầm ôm ngay phần eo, foam đầm sẽ là dáng đầm xòe dài qua gối các chị yêu nha, rất là đẹp luôn. Cho nên là vì vậy chị yêu nào mọi người đặt hàng thì nhanh tay để lại comment cho em liền. Mã sản phẩm cho bên em là DN003 và kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Mọi người ơi, DN003 giá đang bán trong khung giờ livestream cho mọi người chỉ còn với giá là 480 ngàn đồng thôi, phí ship giao hàng đến tận nhà luôn. Đầm này cho em mặc đi chơi, mặc đi tiệc này kia là đều được các chị yêu ha. Ai mọi người đặt hàng thì ghi là DN003 và kèm số điện thoại giúp em nha. Màu em mặc đây cho mọi người thì sẽ là gam màu xanh, rồi để em giới thiệu kỹ hơn các chị yêu mình về cái đầm này luôn. Mọi người ơi, cái em đầm DN003 này được làm bằng chất liệu vải đó là vải lụa hải đường. Các chị coi gần lại giùm em là cái chất lụa hải đường của nó rất là đẹp luôn, sẽ làm cho chị yêu mình là kiểu như là họa tiết vân 3D nha, và vân nổi rất là đẹp. Phần tay đó là tay cánh tiên và sẽ là che được hoàn toàn bắp tay to. Cái phần cổ này em làm là dáng cổ cách điệu là cổ vuông và có xẻ V. Đầm thì mặc lên ôm ngay phần eo và dáng váy xẻ qua gối như thế này các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng trong khung giờ livestream lên đơn cho bên em là DN003 và kèm với số điện thoại. Mọi người ơi, đầm DN003 này chỉ với giá đó là 480 ngàn thôi và phí ship giao hàng đến tận nhà luôn. Ai mua từ 2 đầm trở lên là em sale còn 450, rất là đẹp các chị yêu nha. Vải cực kỳ mềm luôn ý. Cái mẫu này cho bên em á là cái chất liệu vải cao cấp mà hàng nhập của Dori luôn. Cho nên là khi các chị mặc lên rất là thoải mái nha. Một em đầm 580 sale còn 480 ngàn, được giảm tới 100 ngàn luôn. Và ngoài ra được thêm free ship giao hàng đến tận nhà nữa. Thì em nghĩ là các chị yêu mình nên đặt hàng liền nha. Nếu mà bỏ qua đầm này thật sự là quá tiếc luôn. Foam đầm của em đang mặc có làm túi hai bên, rất là tiện cho chị yêu mình mặc đi chơi hay là đi công sở các chị yêu nha. Bởi vì ví dụ như là mình mà có làm thiết kế túi á thì mình có thể đựng tiền, đựng chìa khóa, đựng điện thoại này kia vô tư cho em luôn. Và đầm này cho em thì may dáng dài là 100cm dài qua gối cho nên lịch sự các chị yêu nha. Mọi người nhanh tay lên đơn là DN003 kèm với số điện thoại. Em đang sale chỉ còn giá là 480 ngàn đồng một đầm thôi, phí ship giao hàng đến tận nhà và ngoài ra còn hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa nữa nha. Các chị yêu mình coi form đầm nghiêng của bên em nè. Đầm này em làm khóa kéo đằng sau các chị yêu ạ. Dáng váy là dáng váy xòe như thế này đây. Và mọi người để ý là cái foam nghiêng của đầm nè, quá đẹp luôn. Mặc lên nó ôm toàn bộ phần eo và bên dưới là váy xòe ra các chị nha. Xinh quá các chị ơi. Cho nên là vì vậy chị yêu nào mọi người đặt hàng thì nhanh tay giúp bên em liền nha. DN003 và kèm với số điện thoại. Sale nhanh cho chị yêu trên livestream từ 580 còn 480. Nếu như mà chị yêu nào mua combo 2 đầm sẽ được sale thêm là còn có 450 ngàn đồng một đầm thôi nha. Và được thêm free ship giao hàng đến tận nhà cho em luôn. Vừa rẻ vừa đẹp mà lại vừa sang nữa các chị ha. Bởi vì là cái mặt hàng này là dòng hàng thiết kế chứ không phải là giống như những cái mẫu trên thị trường. Bình thường các chị thấy là hàng mà trên thị trường thì giá 200-300 là ok đúng không ạ? Nhưng mà mẫu này là hàng thiết kế cao cấp và có đầy đủ size tới 72kg luôn. Bên ngoài người ta đang bán 600-700 ngàn một đầm thì các chị mua trên live của Dori chỉ có 480 ngàn thôi và miễn phí giao hàng luôn thì nó quá là quá hời luôn các chị nha. Cảm ơn chị Cẩm Nguyễn lấy đầm DN00
003 1m58 và 50kg nè. Ok chị yêu Anh Minh lấy DN003 một cái size XL. Cảm ơn chị yêu Hải Yến lấy đầm DN003. Ok chị Như Nguyệt lấy đầm DN003. Cảm ơn chị Lê Lê lấy đầm DN003 gửi về địa chỉ cũ. Các chị ơi, đầm này em đang sale còn 480.000, mua từ 2 đầm là giảm còn 450.000 các chị yêu nha. DN003 size đầy đủ là MLXL cho tới size 2XL và 70, 72kg đổ về là vừa. Cảm ơn chị yêu Hoàng Anh lấy mã DN003 một cái nè. Đó, có túi hai bên các chị nha. Xinh quá mọi người, và mặc cái lụa hái đường này lên cực kỳ mát nha. Mọi người lưu ý là cái gam màu của em đang mặc đây là màu xanh, nhưng mà nó là kiểu xanh ngọc á, cho nên rất là trắng da. Và đầm này mặc lên cực kỳ mát, không bị mỏng và không bị nhăn đâu ạ. Đầm là chất liệu vải Nhật. Đây em cho chị yêu mình xem cái váy. Cái váy xinh như vậy mà chỉ có 480 thôi, mà còn được miễn phí giao hàng đến tận nhà nữa, thì là vừa đẹp mà giá lại còn vừa mềm, đúng không ạ? Các chị hãy nhanh tay đặt hàng liền nha. Bây giờ em chuẩn bị là qua mẫu mới luôn. Hôm nay em về nhiều mẫu đẹp lắm, cho nên các chị yêu mình vào coi livestream hãy để lại comment tương tác giùm em. Các chị yêu nào mình đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy các chị yêu nha. Đầm em mặc đây là đầm DN002 nha mọi người, màu xanh. DN002 màu xanh xanh ngọc á, kiểu xanh ngọc cho nên là mặc rất là trắng da. Cảm ơn chị Nguyễn Mai lấy mã đầm DN003 size L nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì em qua mẫu mới đây. Chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì chấm bài tương tác giúp em ha. Em sẽ chuyển sang cho chị yêu mình mã số tiếp theo, cũng là một em đầm rất là đẹp luôn ạ. Cho nên là chị yêu nào mình coi like thì nhanh tay chấm bài trên like giùm em nhé. Ai mình đặt hàng thì nghe máy xác nhận. DN003 nha chị Hoàng Hạnh lấy một cái, giá sale là 480.000, giá gốc là 580 các chị yêu nha. Giá gốc 580, sale trên like 480, free ship luôn, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa luôn các chị ha. Yên tâm đặt hàng liền cho em đi, mẫu này đẹp mà rẻ lắm. Và nhớ là chỉ sale trong khung giờ livestream thôi các chị yêu nha. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho các chị yêu mình mã số sản phẩm tiếp theo. Chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì đặt hàng giùm em nha. Bây giờ mình qua mẫu mới nha mọi người ơi. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ chuyển sang mẫu mới. Chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì đặt hàng trên like giùm em nè. Cảm ơn chị yêu Đào Thị Khuyên, đầm đẹp quá, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Mọi người ơi, các chị yêu vào coi like rồi thì chấm bài tương tác lên giùm em. Các chị yêu nào mình đặt hàng thì nghe máy xác nhận giúp em nha. Rồi bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho chị yêu mình mã số tiếp theo. Đó là một cái em đầm xòe hoa rất là đẹp luôn. Và cái mẫu này ngày hôm nay em sẽ sale cho chị yêu mình trong khung giờ livestream, cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi like thì nhanh tay đặt hàng giùm em liền các chị yêu nhá. Đây em quay gần cho chị yêu mình xem nè. Trời ơi xinh chưa. Mà sản phẩm hôm nay em mặc đây cho chị yêu mình đó là DN cho em là 001 các chị yêu nha. Đầm này màu đẹp mà giá lại còn rất là mềm, còn rẻ hơn nữa, rẻ hơn cái DN002 nữa nha. Mẫu này là DN001. Chị nào vào coi like rồi thì nhanh tay đặt hàng, màu quá đẹp luôn. Màu này sẽ là gam màu màu vàng các chị nha, đen hoa vàng cho bên em. Em có nhiều màu lắm mọi người ơi. Thứ nhất là màu đen hoa vàng, đen hoa đỏ, và có cho chị yêu mình là cả tông màu xanh nữa. Đây là cái màu xanh mà em rất là thích của cái mã DN001 này. Cái DN001 này giá gốc là 580 nha. Và em đang sale trên like là 390 thôi ạ. Đầm này giá gốc là 580 các chị yêu nha. Và em đang sale trên like là 390.000. Chị nào nhanh tay lên đơn thì comment giúp em liền. DN cho bên em là 001 và kèm số loại. Các chị ơi, cái DN001 này á, cái màu lên các chị coi giùm em. Màu của nó là màu xanh kết hợp họa tiết hoa 3D, đằng sau có khóa kéo và lên phối hoa như thế này, rất là đẹp luôn. Có thiết kế khóa kéo đằng sau và đầm sẽ là đầm dài qua gối các chị yêu nha. Đối với
cái mã số sản phẩm DN001 này á, thì cái form của nó sẽ là form đầm dáng xòe và chiều dài đầm này sẽ là đầm dài qua gối cho bên em luôn, rất là đẹp luôn các chị yêu nha. Ngày hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì hãy nhanh tay chốt đơn luôn. Mã là DN001 và kèm với số điện thoại, em có 3 màu. Màu em mặc đây là màu đen hoa vàng, ở đây là màu xanh nha. Và em có cho chị yêu mình đây sẽ là gam màu đen hoa đỏ. Đó các chị yêu mình thấy không? 3 gam màu cho bên em luôn và cái chất liệu vải lên cho mọi người đó là lụa mango các chị yêu nha. Mọi người lưu ý là cái chất liệu vải này của bên em là lụa mango, mặc lên nó mềm và nó mát. Nó không bị mỏng và sẽ không có bị nhăn đâu các chị yêu ha. Đằng sau mẫu đầm là em có làm khóa kéo như thế này đây. Đây là gam màu đen hoa đỏ nè. Rồi em có cho chị yêu mình đây sẽ là gam màu cho bên em là màu xanh nè. Và màu em mặc đây sẽ là màu đen hoa vàng các chị yêu nha. Em thiết kế cho chị yêu mình đó là hai túi hai bên và form đầm sẽ là đầm dài qua gối nha mọi người ơi. Đây là form nghiêng của đầm nha, rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng trên like giùm em. Mọi người ơi, mã sản phẩm của em đang mặc đây cho chị yêu mình đó là DN001 và giá là 390, giá gốc là 580.000 đó các chị yêu nha. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ sale cho chị yêu mình trong like luôn 390 và em miễn luôn ship luôn nha, hỗ trợ dành cho chị yêu nào mình đặt hàng trong khung giờ livestream luôn. Nhưng mà chỉ có một điều kiện thôi, đó là chia sẻ ngay livestream này cho bên em. Đầm này em may rất là nhiều vải và cái form đầm cũng là chuẩn đẹp hàng thiết kế cao cấp mà em bán giá có 390 nè. Em phi ship giao hàng luôn, thật sự với các chị yêu mình là còn rẻ hơn những cái mẫu hàng xưởng nữa các chị yêu nha. Cái này là hàng thiết kế, bên em phải thiết kế lên mẫu sau đó nhập vải về và may cho chị yêu mình, may theo rập và kèm theo đó là bên em may thủ công nữa cơ. Mà giá em bán một cái mã thiết kế có 390.000 mà còn đầy đủ size chứ không phải là hàng lẻ size nữa thì em nghĩ là nó quá là rẻ luôn các chị yêu nha. Rẻ hơn so với thị trường rất là nhiều, vì vậy em nghĩ các chị nên đặt hàng liền. DN001 đây là tông màu cho bên em là tông màu xanh. DN001 đây là tông màu đỏ các chị yêu nha, đen hoa đỏ giúp em. Họa tiết lên cho các chị yêu mình đây sẽ là họa tiết 3D mọi người nha. Nền đen và có kết hợp cùng với lại họa tiết hoa đỏ 3D. Đằng sau có làm khóa kéo như thế này đây. Và đây là tông màu xanh, các chị nhìn gần lại giùm em cái kiểu đầm này nha. Phần eo của nó làm xếp ly cho chị yêu mình như thế này. Đó, các chị nhìn kỹ phần eo giùm em đi, tạo thành những cái đường xếp ly to và khi các chị mặc lên là che được hoàn toàn bụng luôn. Đây là gam màu xanh các chị nha. Cú pháp đặt hàng là DN001 và kèm chia sẻ livestream 580 và em sale là 390.000 luôn và miễn ship. Ai mua từ 2 đầm là sale còn 360 nha. Chị yêu nào mua từ 2 đầm giảm thêm còn 360.000 một đầm thôi. DN001 các chị có thể rủ bạn bè người thân vào mua chung cái hoa của nó này các chị ơi. Quá đẹp luôn á, thật sự là cái màu xanh này nó quá là sang và nhìn vào nó bắt mắt đó các chị yêu nha. Màu em mặc đây thì sẽ là gam màu đen hoa vàng này thì lên rất là trắng da. Đây là đen hoa đỏ 3 màu. Mọi người lên đơn là DN001 và kèm số điện thoại, giá là 580, sale còn 390 nha. Ai đặt hàng kèm số trên like mới có đơn nha. Dạ rồi, ok chị yêu Sen Nguyễn lấy DN001 nè. Ok chị yêu Lê Hoa lấy DN001 nha. DN001 kèm với số điện thoại cho em mọi người ơi, 390.000 nha các chị yêu nha. 390.000 một đầm thôi ạ. Phi ship giao hàng đến tận nhà, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa. Màu em mặc đây là đen hoa vàng, các chị coi nghiêng phần tay giúp em nha. Coi nghiêng phần tay giúp em, có thiết kế là khoét nhẹ. Đằng sau có làm cho chị yêu mình là khóa kéo và form đầm cho bên em đó là đầm xòe hoa các chị nha. Rất là xinh cho bên em luôn. Đây các chị yêu nè. Đó, đẹp lắm mọi người ơi. Chị yêu nào đặt hàng thì nhanh tay giùm bên em nha. Khi các chị yêu mình đặt hàng trong khung giờ livestream thì sẽ có nhân viên của bên em tư vấn, cho nên là mọi người hãy tranh thủ đặt hàng liền các chị yêu nha. DN cho em là 001 và kèm với số điện thoại ạ. Cảm ơn chị yêu Phạm Dung lấy DN001 giá 390 nha. Bây giờ em qua mẫu mới nha các chị yêu ơi. Em sẽ lên cho mọi người mã cuối cùng trong live trưa nay. Các chị yêu tranh thủ đặt hàng các chị yêu nha. DN001 390.000 đồng một đầm, phi ship giao hàng đến tận nhà, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa luôn. Màu nè, màu xanh nè, màu đen hoa đỏ với lại là đen hoa vàng, ba cái màu này. Rồi cái đầm DN003 cũng là đầm này thì là 480. Cái chất lụa của nó là lụa hải đường, cái này là đang sale cực kỳ sốc luôn, 480 các chị yêu nha. Và
Free ship giao hàng đến tận nhà. Ai mình đặt hàng lên đơn giá gốc 580 giùm em sale 480 luôn. Mã sản phẩm là DN003. DN003 giá là 580 sale 480. Đầm em mặc là DN001 giá 580 sale còn 390 nha. Rồi bây giờ thì em qua mẫu mới ạ. Em sẽ lên cho chị yêu mình mã sản phẩm cuối cùng trong livestream trưa nay. Các chị yêu đợi em một tí xíu, em đi thay mẫu nha. Thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em nha mọi người ơi. Ai đang coi live cho em một chấm tương tác trên live đi ạ. Mọi người thả tim, thả like lên giúp em qua mẫu mới các chị yêu nha. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ qua mã sản phẩm cuối cùng trong livestream trưa ngày hôm nay. Cũng là một em đầm sale nha. Chị em nào mọi người đặt hàng thì ghi mã kèm số trên live giúp em ha. Mã vừa rồi là DN, em lên là DN001 giá là 390 đúng không ạ? Là đã một cái giá sale rất là sốc rồi. Bây giờ lên tiếp cho chị yêu mình một mã mới mà sale còn rẻ hơn nữa các chị yêu nha. Nói chung hôm nay Dori bán là chị yêu chủ yếu là để tương tác với các chị yêu mình thôi. Cho nên các chị yêu mình hãy tương tác nhiệt tình với bên em bằng cách là bật thông báo livestream hoặc là thả tim thả like lên cho em các chị yêu nha. Thật sự đây là đợt duy nhất mà Dori sale nhiều như vậy, trước giờ bên em không có sale nhiều như vậy đâu mọi người ơi. Là tại vì á là hàng thiết kế này để làm ra được một cái sản phẩm phải mất rất là nhiều chi phí khác nhau nha. Đó cho nên là vì vậy á, khi mà em bán cho chị yêu mình giá trên live như ngày hôm nay là một cái chương trình rất là ưu đãi luôn. Cho nên là mọi người hãy nhớ là theo dõi trang bay của shop em và bật thông báo livestream hàng ngày để các chị xem live ủng hộ bên em nha. Rồi mọi người ơi, em lên mã sản phẩm này là mã cuối cùng nè, đó là đầm DK001 các chị yêu nha. DK001 thiết kế cho chị yêu mình đó là gam màu đen kết hợp cùng với lại họa tiết sẽ là hoa hồng. Và họa tiết này cái họa tiết này sẽ là kiểu như là hoa hồng nhưng mà nó lại là tông màu tím mới các chị yêu nha. Mã sản phẩm của em đang mặc đây cho các chị yêu mình đó là DK001. Các chị thấy là cái dáng đầm lên có đẹp không ạ? Rất là xinh đúng không mọi người? Và vải này mặc lên cực kỳ mát luôn bởi vì cái chất của nó là lụa mango các chị yêu ha. Hôm nay cái mã DK001 này em sẽ có tổng cộng là 4 tông màu cho chị yêu mình lựa chọn. Màu em mặc đây là tông màu đen, hoa tím. Em có cho mình đây sẽ là gam màu hồng và hồng ruốc nè. Em có đây sẽ là gam màu vàng đồng nha. Em có đây là tông màu đen hoa đỏ. Mọi người ơi, DK001 là mẫu mới về. Hôm nay em sale trên livestream cho chị yêu mình đó là 350.000. Và nếu như mà chị yêu nào mình đặt hàng có chia sẻ like, mình sẽ được free ship giao hàng các chị yêu nha. Mọi người lưu ý giùm em, đây là chương trình sale chỉ có trong giờ live và dành cho chị nào có chia sẻ livestream. DK001 kèm số loại 350.000, rẻ nhất từ trước tới giờ cho một cái đầm thiết kế các chị yêu nha. Rẻ nhất từ trước tới giờ cho một cái mẫu hàng thiết kế cao cấp của Dori. Mọi người coi giùm em nào, các chị yêu mình mua về là tem mạc đầy đủ là của Dori, có size số từ size M tới size 4XL là 75 kg đổ về là vừa. Mà hiện tại em đang bán cho chị yêu mình là chỉ có 580 thôi. Mọi người lưu ý giùm em là đầm này em đang sale chỉ có 580 thôi các chị. Em nhầm nha, 580 sale còn có 350 thôi. Đó, phi ship giao hàng đến tận nhà luôn, vừa rẻ vừa đẹp vừa sang. Em có màu đỏ nè, em có màu vàng đồng nè, em có màu hồng ruốc với lại có cho chị yêu mình là màu tím nha. Chị yêu nào mình đặt hàng đầm này sale 350k, size từ MLXL cho tới size cho bên em đó là size 4XL nha. Và dành cho chị yêu nào mọi người 70 kg đổ về là đẹp luôn. Thiết kế có túi hai bên cho mình và chiều dài đầm là dài qua gối các chị yêu nha. Đằng sau em có làm khóa kéo nè. Và đằng trước phần cổ thì em có thiết kế cho chị yêu mình đó là dáng cổ giọt nước. Form đầm thì ôm ngay phần eo và dáng váy xòe hoa.
Mọi người ơi, đầm của em đang mặc đây cho các chị yêu mình đó là đầm DK001 và kèm với số điện thoại nha. DK001 giá bán dành cho mọi người đó là sale còn 350.000, từ giá gốc 580 em sale còn 350.000 thôi các chị yêu nha. Phi ship giao hàng đến tận nhà luôn. Chị Phương Lê lấy đầm DK001 350, chị Thanh Thanh lấy đầm DK001 là fan cứng của shop em nha. Ok, chị yêu Phạm Thanh Tú lấy DK001. Ok, chị Thúy Hoàng. Các chị ơi, đặt hàng trên line sẽ có nhân viên gọi chốt đơn, nghe máy xác nhận đơn giùm bên em các chị yêu nha. Trưa ngày hôm nay thì em sẽ kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã theo dõi livestream của Dori. Và hẹn gặp lại các chị vào khung giờ live, đó là vào lúc 7 giờ tối nay mọi người nha. Em cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các chị yêu vào livestream tiếp theo của Dori nhé.